Sáng nay tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2022. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, trong đó có luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, theo quy trình tại một kỳ họp. Quốc hội cũng xem xét thông qua 3 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến 7 dự án luật. Đáng chú ý, có luật đất đai sửa đổi sẽ được cho ý kiến lần đầu tiên tại kỳ họp này. Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều ý kiến cử tri quan tâm đã được gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý là đề nghị về cơ chế định giá thuốc, bảo đảm cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh, cơ chế chính sách bảo đảm đời sống cho cán bộ, viên chức y tế, tránh việc thất thoát nguồn lực và thu hút được nhân tài cho ngành. Yêu cầu xây dựng các bộ luật cần tích hợp, đồng bộ để bảo đảm giảm thủ tục hành chính, dễ thực thi, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.